Hello và xin chào các bạn ha. Trên tay mình đang cầm là một chiếc iPhone 13 Pro Max Lock ha. Thì hiện tại đã có phiên bản iOS 16.6 bản chính thức ha. Thì các bạn hỏi là có nên lên khi mà mình đang sử dụng iPhone Lock hay không? Thì hiện tại mình xin nói là sẽ không nên lên ha. Bởi vì khi các bạn lên iOS 16.6 á thì các bạn sẽ không fix được lỗi red ring. Red ring trên iPhone Lock để mà xài full tính năng, ví dụ như là TikTok của Google Map, làn đường xe máy và nhân bạ ha. Với lại cũng như là các lỗi là khó xây với lại thông báo các bạn. Bởi vì khi các bạn lock IPCC mà các bạn không red ring máy thì nó sẽ rất là nó lỗi sẽ nhân bị những cái lỗi đó rất là khó chịu. Ví dụ như là lỗi thông báo tin nhắn với lại là lỗi khó xây. Đó, nên là các bạn cũng từ từ hẳn lên cái bản 16.6 này nha. Các bạn nên để ở iOS cũ 15, 16.5.1 xuống trở xuống để các bạn khi mà các bạn ghép sim các bạn red ring cho dễ nha. Rồi, ở đây á thì có nhiều bạn red ring ở tại nhà, các bạn nói là red ring không được. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn lại các bạn một video chuyên để chỉ hướng dẫn red ring thôi. Đó, thì cho các bạn biết luôn để cho các bạn cho nó dễ ha. Ở đây mình trên tay mình có 3 con máy nha, là thuộc 3 iOS khác nhau. 3 iOS khác nhau có nghĩa là ở đây là sẽ là iOS dưới 16.4, còn cái này là iOS trên 16.4 và dưới 16.6 nha. Rồi iOS từ 16.6 lên tới 17 thì các bạn sẽ phải red ring bằng cách khác nữa. Mình sẽ hướng dẫn theo từng iOS một ha. Rồi ở đây là máy, ở đây mà các bạn thấy là 16.0.2 nha, 13 Pro Max Lock ha. Máy này là máy hotline bên mình. Đây mình sẽ làm luôn cho các bạn xem ha. Đối với dòng mà dưới 16.4 các bạn nên nhớ nha, các bạn trước khi các bạn red ring thì các bạn phải coi là thứ nhất là các bạn là phải tắt wifi đi. Tắt wifi và tắt cái mật khẩu màn hình đi nha. Bởi vì khi mà các bạn mở mật khẩu màn hình nó sẽ bị vướng, các bạn không red ring được nha các bạn. Ở đây mình sẽ tắt, đã tắt bằng mã rồi nè. Rồi thì các bạn red ring bằng, đối với các bạn kiểm tra iOS trước nha các bạn. Bởi vì mỗi iOS là nó cách fix khác nhau, từ 16.4 trở xuống nha các bạn. Có nghĩa là cái này 16.0.2 thì nó dưới 16.4. 16.4 dưới 16.4 thì các bạn red ring bằng cách như sau nha. Các bạn vào cái màn hình chính đây thì các bạn vuốt hết qua nó sẽ có cái thư bị ứng dụng. Các bạn cứ gõ 5 cái từ bất kỳ hoặc là hơn cũng được, nhiều càng nhiều càng tốt nha, cũng nhiều cho nó dễ thao tác. Rồi sau đó các bạn sẽ ấn hai lần cho nó bôi ra, nó sẽ chọn hết ký tự này nha. Sau đó các bạn sẽ dùng cái ngón trỏ này, ngón tay cái này, các bạn giữ cho mình cái con trỏ đầu tiên nè, các bạn thấy không? Đây là con trỏ đầu tiên, các bạn giữ các bạn có thể rê được gì. Sau đó các bạn ấn cho mình phím cách. Đây. Cái này là red ring nha, có nghĩa là khởi động lại màn hình đó. Đó, sau khi các bạn làm thao tác này thì nó sẽ giúp máy của bạn sẽ không bị lỗi thông báo, với lại các bạn sẽ xoay được màn hình nha. Để các bạn kiểm tra thì các bạn vào một cái web đó, rồi các bạn quay lại, nếu mà nó xoay màn hình lại từ một cái tự động như thế này thì là các bạn đã thao tác thành công nha. Để mà thao tác thành công thì các bạn cứ nhìn nó đen màn hình mà nó xoay tròn tròn đó, là biết thao tác thành công rồi. Ở đây thì các bạn phải lúc kiểm tra các bạn nên tắt cái khóa màn hình đi nha. Rồi đối với dòng dưới 16.4 thì nó dễ ha, còn 16.4 trở lên, ví dụ như máy này 16.4 trở lên, ở đây là mình sẽ vào lại ha, này là 16.5 nha các bạn, có nghĩa là từ 16.4 tới 16 dưới 16.6 thì các bạn làm theo cách này nha. Đây ví dụ như là ở đây mình sẽ làm theo cách hồi nãy thế sẽ không được nha các bạn. Đây nè, đó, mình ấn nhiều ký tự nè, chút hết rồi, ấn nhiều ký tự nè, rồi giữ con trỏ đầu tiên nè, rồi ấn phím cách nè, đó các bạn thấy nè. Đối với iOS 16.4 trở lên tới dưới 16.6 thì là mình làm theo cái cách kia nó sẽ không được ha, làm theo cái cách kia không được nên nó sẽ có cái cách riêng. Thì các bạn sẽ vào phần App Store nè, các bạn tìm cho mình cái phần mềm là La Bàn Kia nha. Đây các bạn, La Bàn Kia nha các bạn. Rồi các bạn tải ứng dụng La Bàn Kia về.
Rồi sau khi tải ứng dụng LemonKey về rồi á thì các bạn vào cho mình phần cài đặt ha, cài đặt nè, vào cài đặt của máy, xong các bạn vào cài đặt chung bàn phím. Rồi ở trên chỗ bàn phím nè, các bạn thêm vào cho mình bàn phím mới, thêm cái bàn phím LemonKey vào. Sau đó rồi các bạn lại tiếp tục ra ngoài thư viện của ứng dụng nè, các bạn gõ cho mình, các bạn chuyển từ trước tiên là các bạn chuyển cho mình thành bàn phím LemonKey nha, LemonKey. Rồi sau đó các bạn chọn cho ghi cho mình bao nhiêu ký tự cũng được, sau rồi các bạn tầm 5 ký tự trở lên nha. Rồi các bạn ấn tìm, sau đó các bạn sẽ nhấp vào ở đây cái khoảng trống này hai lần nha các bạn. Đây, mình làm chưa được rồi, các bạn làm nhanh nhanh một xíu, tìm rồi nhấp vào khoảng trống này hai lần nha. Đó, các bạn ấn chữ tìm xong rồi các bạn nhấp vào cái khoảng trống hai lần sau cái chữ á là nó lót đen lại, như vậy là xong nha các bạn. Lót đen mà có cái vòng tròn xoay xoay là xong. Đó, cái đó là cách rất riêng của dòng 16.4 đến 16.5.1 các bạn. Dưới 16.6 nha các bạn. Các bạn bây giờ hiện tại không nên lên 16.6 đâu, hoặc là lên 17 chấm bản beta đâu. Nó chưa phải là bản chính thức, các bạn không nên lên nha, bởi vì cái cách rất riêng những trên những cái dòng đó rất là khó. Nó lâu hơn và nó rất là khó nha các bạn, chứ nó không phải là dễ. Rồi, đây là mình đang hướng dẫn cho các bạn rig cho các dòng từ 16.5.1 trở xuống nha. Rồi, đợi kiểm tra lại nha, thì các bạn coi là không có khó xoay nè. Các bạn vào phần web nè, bạn xoay lại nè, đó là nó xoay được là đã fix thành công ha. Nếu mà các bạn không fix cái này thì nó lỗi danh bạ với nó lỗi cái thông báo và nó lỗi khó xoay rất là khó chịu ha. Còn ở đây thì ở đây thì là iOS nha, cũng 13 Pro Max nha các bạn, 13 Pro Max lock nào các bạn ha, sim bị khóa nè. Nhưng mà hiện tại là cũng là bên mình đã red ring và đã fit full nè. Ở đây các bạn thấy xài mà Viettel nha, mình tắt vô nguồn dữ liệu nè, tắt vô nguồn dữ liệu mà vẫn có 4G, có nghĩa là mình đã lock IPCC và red ring thành công rồi nha. Mình red ring thành công hay không thì mình vào đây mình kiểm tra đây. Có khách gọi rồi. Ở đây thì video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từ iOS 16.5.1 trở xuống nha các bạn. Tại vì iOS 16.6 tới iOS 16.7 á, các bạn phải cài thêm rất là nhiều ứng dụng nên là nó sẽ lâu hơn, nhưng mình sẽ làm một video riêng nha. Ở đây các bạn sẽ phải cài hai cái app này thì các bạn mới có thể riêng được. Ở trong cái app này nó sẽ có tính năng là khởi động lại màn hình nè các bạn, thấy không? Đó, các bạn phải tải bằng IPA nha. IPA thì nó rất là khó, nó rất là tốn nhiều thời gian và rất nhiều rồi. Và nó video này mình sẽ làm một video riêng bởi vì nó sẽ tốn rất nhiều thời gian ha. Ở đây các bạn tải app này xong các bạn chỉ ấn khởi động màn hình, đó là nó sẽ rất riêng máy ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nếu thấy hữu ích có thể ấn đăng ký kênh ủng hộ Halo Mobile để coi cách rất riêng máy cho iOS 16.6 đến iOS 17 ha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều.